Nam thanh niên lấy xe máy rồi chạy đi được cho chính là kẻ trộm. Vụ trộm diễn ra trong nháy mắt và được camera an ninh ghi lại. Một người đàn ông 40 tuổi ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận mình là nạn nhân bị trộm lấy mất xe. Theo lời chủ xe, vào lúc đầu giờ chiều ngày 27 tháng 2, một người nam chạy xe máy chở theo người nữ vào con hẻm trên đường 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Khi chạy ngang qua nhà người đàn ông 40 tuổi, kẻ gian phát hiện xe máy của nạn nhân dựng trước nhà, chìa khóa vẫn gắn trên xe nên vòng lại tiếp cận. Người nữ đứng bên ngoài, người nam đi đến dắt xe rồi nổ máy bỏ chạy. Lúc này chủ nhà phát hiện hô hoán chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp. Cũng theo nạn nhân, chiếc xe bị trộm được mua với giá 11 triệu đồng và đã sử dụng được 5 năm phục vụ cho việc chuyên chở hàng hóa trong kinh doanh buôn bán. Khi mất xe, nạn nhân đi nhiều nơi tìm kiếm nhưng không tìm được. Đến chiều ngày 28 tháng 2, nạn nhân được trình báo vụ việc đến cơ quan công an thì nhận được điện thoại của người dân báo phát hiện chiếc xe máy bị kẻ trộm bỏ lại bên đường trước nhà dân trong khu dân cư Tên Lửa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Khi người dân phát hiện, trên xe vẫn còn chìa khóa trong ổ khóa. Bên trong cốp xe có hóa đơn kinh doanh buôn bán nên người dân gọi điện thoại cho chủ xe đến lấy xe về. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.